Kể từ ngày ra mắt năm 1945 cho đến nay, Rolex đã ra mắt nhiều mẫu đồng hồ với đa dạng các phiên bản kích thước khác nhau. Và đồng hồ Rolex Datejust 36116231 mặt vi tính là phiên bản có kích thước tầm trung 36mm. Đây là một kích thước được nhiều người lựa chọn nhất. Chiếc đồng hồ với sự hội tụ của những chất liệu quý hiếm và độc quyền của Rolex có thể kể đến như demi vàng, là sự kết hợp giữa vàng hộc Evero và thép Oyster Steel, chất liệu độc quyền do Rolex sáng tạo đã nhận được bằng sáng chế cho thương hiệu. Kim cương, chất liệu cao cấp bậc nhất trong giới đồng hồ, được Rolex sử dụng khéo léo để khoe trọn sự đẳng cấp khi đính trên cọc số của mặt đồng hồ, đã khiến cho chiếc đồng hồ này có vẻ ngoài sang trọng và xa xỉ, cùng vẻ đẹp thu hút giới mộ điệu. Gương mặt đại diện của Rolex Datejust 36116231 mặt vi tính demi vàng hồng nằm ở mặt số. Chiếc đồng hồ sở hữu mặt số được thiết kế tinh xảo, cầu kỳ và được lấy cảm hứng từ các mạch của vi tính. Chính điều này đã làm nên một thiết kế tổng thể đột phá, nhưng vẫn hài hòa trong bộ sưu tập Datejust từ trước tới giờ. Có thể nói chiếc đồng hồ đặc biệt này được sinh ra để dành cho các quý ông yêu thích phong cách thanh lịch, hiện đại, xa xỉ và sang trọng. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.